Rồi bây giờ mình sẽ chỉ hướng dẫn cái cách lắp cái đế gá GS 65N ha, và cái đồng hồ GS 709N này lên để đo ha. Rồi ban đầu thì chúng ta mở hộp đầu ra thì nó như này, là chúng ta mở dây ra ha, đây. Đây ha, mở dây ra ha. Rồi chúng ta bắt đầu mở dây ra. Đó. Đó, rồi chúng ta mở mở cái dây này ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ đây đây cái cục đối trọng này ha, đây cái cục đối trọng này chúng ta để lên đây, chúng ta giữ như thế này, và chúng ta cái chỗ này là chúng ta nâng nó lên xuống để chúng ta đo, hoặc là chúng ta gắn cái đồng hồ lên vô đây, chúng ta mở theo chiều ngược cái đồng hồ để cao hơi cao cao lên, chúng ta dặn lại để chúng ta gắn cái đồng hồ vô ha. Đó. Đó, chúng ta gắn vô đây, cái đồng hồ nó có cái lỗ đây ha, đây cái lỗ ren đây, nó ở đây nó có cái cũng cái chân ren đây, chúng ta gắn gắn vô thôi ha, đó đây đó, gắn vô bình thường thôi đó, chúng ta dặn thôi, dặn cái này nè, dặn cái này nó có cái nút dặn nè ha, đó chúng ta dặn lại thôi, rồi lại xong đó, vậy là chúng ta đo được. Chúng ta để cái miếng đây, chúng ta chỉnh cho nó ngay một xíu nữa đó, đó đây đó. Rồi cái cao su chúng ta sẽ để ở dưới cái đế này để chúng ta đo thôi ha. Rồi chúng ta đo thì chúng ta gạt gạt cái cần này xuống thôi ha, gạt cái cần này cho nó chạm cái sản phẩm đó cần đo ha, đây gạt lên gạt xuống giống vậy đây ha, gạt lên gạt xuống, rồi chúng ta chờ khoảng vài giây ha, 3 đến 4 giây gì đó. À, 1 đến 3 giây chúng ta sẽ đọc kết quả thôi ha. Đó, đọc cái giá trị trung bình, còn chúng ta đọc cái giá trị mát thì nó sẽ là cái giá trị lớn nhất lúc mà chúng ta mới vừa để vô đo ha. Đó, cũng rất là dễ sử dụng ha. Đó, chúng ta gắn vô rồi chúng ta đo thôi, chúng ta gạt thôi đó, rồi xong rồi chúng ta đo xong rồi chúng ta có cái cọng dây đây, chúng ta buộc lại ha. Đó, chúng ta buộc cố định lại đó, chúng ta buộc như vậy. À, chúng ta buộc rồi chúng ta buộc vô cái thanh này để cho nó không có chạy ha. À, rồi cảm ơn các bạn ha.